Xin mến chào toàn thể quý khán giả thân mến đang theo dõi clip của DVH Audio nha. DVH đang có mặt ở một cái khu công viên ở gần nhà. Đây ngoài này thì có cây hoa lá rất là đẹp. Nhưng tuy nhiên là đẹp hơn cả là chiếc nâng tiếng TD Acoustic. Trong chương trình ngày hôm nay có mang tên model là CB 800 Ultra. Ultra này dạng kiểu như là mấy cái phim kiểu siêu nhân ấy, nó hay có cái từ này. Nhưng mà phải nói là một cái nét thiết kế rất là đẹp các bác. Nó có thêm cái đuôi Ultra này cũng rất là hay. Một nét thiết kế rất là đẹp. Nói chung là thừa hưởng thành công của cái dòng CB600 và CB600 Pro. Nói chung là đã làm mưa làm gió trong cái thị trường âm thanh những năm vừa qua đấy. Hai cái mã đấy đã chất tiếng đã rất là ngon rồi. Nhưng mà sang đến năm nay 2020 này thì anh em TD Acoustic đã ra thêm một cái phiên bản mới CB800 Ultra này. Nó còn nâng cấp, nó còn hay hơn. Nhìn trông rất là xịn sò các bác. Đây, mặt nhôm nha. Mặt nhôm này rất là xịn sò luôn. Có một màn hình ở chính giữa rất là xịn sò. Và đây là một sản phẩm chính hãng nên là không thể nào mà thiếu được những cái chiếc tem, những cái chiếc tem bảo hành chính hãng. Tem của TD này rất là nhiều tem luôn các bác này, mã email, mã vạch này, tem bảo hành chính hãng này, các thứ rất là nhiều. Nói chung là tem mã giá đầy mình luôn. Và ở phía trên nắp máy thì là nó không phải là in chìm cái logo này xuống, mà là nó dập nổi cái logo này lên nhé. Cái logo của TD này là chúng ta sờ vào là cái logo nó nổi lên chứ không phải là nó chìm xuống. Rất là đẹp, mặt trước mặt sau rất là đẹp. Quay một chút ra phía sau nhé. Đây mặt sau này các bác nhìn mà xem, trông rất giống những cái hàng Tây, hàng châu Âu. Họ hay làm các cái rắc kết nối này. Các bác nhìn này, rắc này là nó mạ vàng luôn nhá. Không biết là vàng 18K hay là 24K, nó mạ. Đương nhiên chỉ là một cái lớp rất là mỏng thôi, để giúp cho cái rắc này nó sạch sẽ và nó sẽ tiếp xúc tốt. Chúng ta sẽ tránh được cái tình trạng ù xì ra loa. Tất cả các cái rắc này, đây các bác nhìn này, mạ vàng hết. Các bác nhìn mà xem, rất đẹp luôn. Đây nhìn này, nhấc lên cho các bác xem. Đấy các bác thấy không, ánh lên cực kỳ đẹp luôn, mạ vàng luôn, rất là đẹp. Và cái ổ rắc này nó làm cái màu xanh rất là hay. Input thì màu đen, output thì màu xanh. Đấy, rất đẹp luôn. Nói chung mặt trước mặt sau rất là đẹp. Đấy, quá đẹp luôn. Một sản phẩm chính hãng do bên DVH nhập nguyên hộp về. Đấy, bên DVH này đang phân phối hàng mới nguyên hộp shop luôn. Đấy, nguyên hộp luôn, rất là đẹp. Rồi ok, đấy DVH thì đã giới thiệu qua một chút về bên ngoài. Mặt trước mặt sau nói chung là rất là đẹp. Cái về cái chức năng ấy, các bác có thể nhìn thấy là cái chức năng thì thực ra nó không thay đổi gì mấy so với cả cái model CB600 và CB600 Pro trong thời gian vừa qua. Chỉ là cái mặt này họ design lại, họ thiết kế lại toàn bộ cái mặt này thì trông nhìn nó sang hơn và nhìn nó đẹp hơn, nhìn trông nó xịn sò hơn các bác nhé. Chứ còn chức năng thì vẫn vậy, nên là cũng không có gì để phải giới thiệu về cái chức năng của con này cả. Nâng tiếng mà, chỉ có tác dụng để nâng cái tiếng nhạc, cái tiếng hát thôi, chứ chả có cái chức năng gì thêm. Nên là bây giờ thì DVH sẽ mang con này về, sẽ test cái chất âm, test chất âm ở cửa hàng của DVH và mời các bác cùng đón xem. Bây giờ DVH sẽ trở về cửa hàng. Ok, hiện tại DVH lại đang kết nối nguồn nhạc là từ chiếc máy tính này qua nâng tiếng này và xuống âm ly này và ra loa. Kết nối rất là đơn giản thôi. Thì các bác sử dụng cục vang hoặc cục đẩy thì kết nối nó vẫn vậy nhá. Từ nguồn phát nhạc thì qua nâng này, rồi qua vang, rồi qua đẩy cũng được. Đây này, thì ở đời này thì là cái đường input thì nó lại là cái rắc phía dưới. Cái rắc phía dưới là dây 3.5, DVH đang kết nối máy tính này. Còn đâu đầu output phía trên, đầu ra phía trên để cắm xuống âm ly. Thì các bác lại cắm xuống cái đường nhạc vào ở trên âm ly đấy. Và từ âm ly ra loa, đang test bằng cái đôi loa full đôi 30LS. Từ neo này, đôi loa này tiếng cũng rất là ok. Rồi ok, bây giờ DVH sẽ tăng volume lên một chút nhá. Đây này, ở trên trước mặt con nâng tiếng này các bác chú ý nó có cái nút bypass này, bypass và out này. Tức là khi mà nhả cái nút này ra, cái đèn này tắt thì là cái tín hiệu nhạc nó sẽ đi thông qua chiếc nâng tiếng này. Tức là coi như là chiếc nâng tiếng này nó không có tác dụng, đèn nó chỉ nháy để báo tín hiệu cho vui thôi. Và khi chúng ta nhấn vào thì là cái mạch nâng tiếng bắt đầu nó sẽ hoạt động và tiếng nó sẽ được nâng lên các bác nhé. Thế bây giờ chúng ta thử là chưa qua nâng trước. Đây, nhả nút này ra là chưa qua nâng nhé. Các bác cùng nghe nhé. Đây là nhà gốc này. Nhà gốc nghe nó rất bình thường. Bây giờ nhấn vào để qua nâng nhé. Đời lính quen yêu gian khổ cùng hành. Nghe từ ngày thơ tiếng súng triền miên. Đánh dần lâu cho non nước. Lời hát xin gây rung động. Đấy, nhà gốc thì nghe nó rất bình thường, cảm giác nó hơi chịu chịu. Nhưng mà khi mà chúng ta mà ấn qua nâng thì nó nổi hạt nhạc lên. Các bác nhớ đeo tai nghe để cảm nhận nhá. Đấy, bây giờ em lại nhấn tiếp này. Như lính giữa rừng yêu lá thóp.
qua nâng thì nghe nghe nó nổi hơn à? Nghe nó nổi hơn nhiều là khi chưa sử dụng tiếng. Ôm ấp tình thương nước xa sông. Đấy, các bạn thấy không? Đó, ok, hét một chút thôi. Đấy, nói chung là qua nâng tiếng thì nghe cái tiếng nhạc nó nổi hơn rất là nhiều. Nghe cái tiếng ca sĩ ấy, nó nổi hẳn lên. Bát nó đánh nó êm hơn và sâu hơn này. Tiếng tép nó tơi và nó nảy hơn. Đấy, các bạn nghe qua nâng rất là hay. Nói chung là các bác nào chưa sử dụng nâng thì chưa sao, chứ nếu mà sử dụng rồi sẽ đảm bảo nó sẽ nghiện luôn. Tiếng qua nâng tiếng nó nghe, nói chung là nghe nhạc nó có cái chiều sâu, nó có một cái chiều sâu nghe rất là hay. Tiếng lời ca sĩ nó êm ái và nó mềm mượt hơn. Đấy, trong cái con nâng này thực ra nó là một cái mạch nó xử lý âm thanh rất là hiệu quả. Đấy, lại này, nhả ra là bình thường nhé. Vẫn vào nó qua nâng này. Nói chung là cái con này thì có một cái tác dụng rất là to lớn trong cái dàn âm thanh của chúng ta. Tức là nó làm cho cái tiếng nhạc, cái tiếng bass, tiếng tép nó nổi hơn. Tiếng lời ca sĩ nó nghe nó sẽ rất là cuốn hút, rất là hay. Đấy. Một con nâng tiếng rất là đẹp. TD Acoustic CB800 Ultra. Mặt rất là đẹp. Mặt là toàn bộ là bằng nhôm luôn và có màn hình ở chính giữa rất là đẹp. Ở đây nó có cái nút ấn này. Các bạn ấn vào cái nút này thì nó sẽ hiện ra logo của TD Acoustic. Và ấn lần nữa thì nó sẽ hiện thị ra cái màn hình nhấp nháy. Để cái chế độ nhấp nháy này nhìn trông rất là hay. Nhìn trông xịn sò, nó hiện đại các bạn nhé. Đấy, rất đẹp. Ok, thì hiện tại bên DVH đã đang cung cấp là sản phẩm mới và hàng chính hãng. Hàng chính hãng của TD Acoustic luôn. Đây, tem xác thực hàng chính hãng luôn. TD Acoustic nói chung hàng chính hãng và tem mác thì nó dán đầy mình luôn. Thì các bác mua hàng thì vui lòng alo cho DVH để có tư vấn và đặt hàng. Các bác có thể gọi điện qua số hotline hoặc là nhắn tin cho DVH. Nhắn tin qua tin nhắn điện thoại hoặc là qua Zalo, Facebook đều được. Thì hiện tại bên DVH thì đang hỗ trợ ship hàng toàn quốc theo đường bưu điện. Các bác dù ở gần hay ở xa, nếu có nhu cầu thì hãy nhấc máy và alo trực tiếp cho DVH. DVH sẽ gửi hàng đến tận nơi cho các bác. Đấy, ở đâu cũng được, biên cương hải nào đều có thể mua hàng. Ship hàng tận nơi, các bác nhận hàng, các bác kiểm tra. Các bác kiểm tra, các bác test thoải mái, các bác test ngon lành thì là các bác thanh toán cho nhân viên giao hàng giúp em. Đấy, nhận hàng kiểm tra thoải mái luôn các bác nhé. Tại vì mình bán hàng mới mà, mình bán hàng mới, hàng chính hãng luôn, nên là các bác yên tâm luôn, không phải lo nghĩ một cái vấn đề gì cả. Đấy, sẽ gửi hàng theo đường bưu điện cho các bác nhé. Rất là đẹp luôn, quá đẹp luôn, mặt nhôm rất đẹp. Đấy, ok, clip này thì DVH xin phép dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả thân mến trong những clip sau. Xin chúc các bác nghe nhạc vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.